Hôm nay chúng ta sẽ đến với quy hoạch 2030 của huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Thì với nhiều tiềm năng và lợi thế, huyện EK có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị động lực thứ ba và là trung tâm tiểu vùng phía đông của tỉnh. Công tác quy hoạch định hình diện mạo của đô thị EK theo hướng hiện đại, bản sắc đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển huyện EK trở thành thị xã trước năm 2025. Đây là quy hoạch 2030 của huyện EK. Nói về huyện EK thì chúng ta thấy có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua, bao gồm quốc lộ 26, quốc lộ 29 và nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với tổng diện tích là 103.699,77 ha. Trong đó thì mình thấy diện tích đất nông nghiệp là 89.106,20 ha và lúa. Còn về phần đất nông phi nông nghiệp thì chúng ta thấy là mình có 14.541,44 ha. Còn về đất chưa sử dụng thì mình có 52,13 ha. Về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch, đó là chuyển từ đất nông nghiệp qua đất phi nông nghiệp là 6.189,02 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 481,11 ha. Đất phi nông nghiệp mà không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 6,93 ha. Cùng với quy hoạch đô thị, huyện tập trung lập quy hoạch nông thôn 8 xã ở giai đoạn 2021 đến 2035, trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã ngoại thị nhằm tạo hạ tầng kết nối với đô thị. Đồng thời, huyện cũng đang phối hợp triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, cụm công nghiệp EO, khu công nghiệp công nghệ cao. Địa hình được diện mạo của đô thị trong tương lai, huyện EK đã đẩy nhanh tiến bộ giải phóng mặt bằng. Cùng với nguồn vốn từ ngân sách, huyện EK đã đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với dự án khu đô thị Mi Home ở xã Eda. Và mình có cụm công nghiệp EO là có 75 ha. Khu thương mại dịch vụ du lịch Hồ Eknop. Khu nông nghiệp công nghệ cao là mình có 90 ha. Và mình có một chợ đầu mối EK là có 45 ha. Rồi, mình cùng xem những cái khu vực này nhé. Trên đây là quy hoạch 2030 của huyện EK. Thì chúng ta có thể xem trực tiếp trên website vulen.vn nhé.